Nguyễn Hiếu rất vui gặp lại bạn ở trong bài tập yoga trị liệu và phục hồi cho vai cổ gáy. Và chúng ta tiếp tục đến với bài tập ngày hôm nay để phục hồi sức khỏe của chúng ta trọn vẹn hơn bạn nhé. Trước tiên bạn hãy điều chỉnh tư thế ngồi thật sự dễ chịu và thoải mái nhé. Hai tay để trên đầu gối này, thả lỏng thư giãn trong khuôn mặt nào. Rồi từ từ hít vào, bạn vươn hai tay lên, vươn hai tay, sau đó đan tay lại, duỗi thẳng căng cánh tay. Và thở ra, nghiêng qua bên phải, hít về giữa, thở, nghiêng qua trái, hít về giữa, thở, nghiêng phải, hít về giữa, thở, nghiêng trái, nghiêng sâu xuống bên trái nè, hít về giữa, thở, nghiêng phải, hít về giữa, thở, nghiêng qua trái. Rồi từ từ hít vào, đưa cơ thể về giữa, thở ra, hạ tay xuống thật chậm lại, thả lỏng tay vào tay, điều hòa hơi thở. Hãy hít vào thật sâu, bụng phồng lên và thở ra, xẹp bụng lại, siết sâu bụng xuống. Giữ nguyên tư thế ngồi bạn nhé. Hai tay đặt trên đầu gối, hít đẩy các lồng ngực về phía trước, chúng ta làm mềm cho cột sống của mình. Thở ra, cong lưng ra sau, cúi đầu xuống, siết chặt bụng, mắt nhìn không rồi. Hai, hít vào, đẩy ngực về trước nào. Thở ra. Ba, hít sâu. Thở. Bốn, hít đẩy cong lồng ngực về trước, thở cong lưng ra sau, cúi đầu xuống. Năm, hít vào, thở ra, gập sâu đầu xuống. Rồi từ từ hít vào sâu, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, vòng hai tay ra sau, chắp tay lại ở phía sau lưng của bạn ấy. Chắp hai tay ở phía sau lưng, chụp bàn tay lại, hít vào, thở ra, hạ tràn xuống. Giữ ở tư thế này 30 giây. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít bụng phình, thở xẹp xuống và từ từ hít vào, nâng đầu lên. Thoát hai tay, đặt hai tay trên đầu gối, xoay thư giãn tay vào vai. 1, 2, 3, rồi xoay ngược lại. 3, giữ cơ thể thẳng lên. Từ từ bạn mở hai chân sang hai bên, hai bên miết thảm nhé. Có thể rộng hơn một chút xíu, tùy theo khả năng của mình. Sau đó hít vào, nâng vươn hai tay, ngửa mặt lên, thở ra, quay ngược qua bên phải, chống hai tay xuống, cúi nhấn chặt chân xuống, ép chán xuống chân tiến tới. Hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, rất là dễ chịu cho toàn bộ phần thể bên phải. Từ từ hạ cửa tay của bên phải xuống, nâng cơ thể, ngửa mặt nhìn lên, cánh tay trái sát dần người ta, hít thở đều, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, sau đó hít vào, nâng vươn tay, đẩy căng ngực, thở ra, vặn mình qua bên phải, úp hai bàn tay xuống, nhấn chặt. Động tác này mở rất mạnh cho vùng vai,
Nên chúng ta lựa theo khả năng nhé. Rồi hít vào, nâng vươn hai tay, đẩy căng ngược lên ngửa mặt, thở ra, chống tay xuống chân bên trái, nhấn tràn xuống, hít thở đều, hít sâu, thở ra, hít vào. Và từ từ hạ khuỷu tay của bên trái xuống, nghiêng người qua trái, ngửa mặt lên, cánh tay phải sát về phía ta, hít thở đều, hít sâu, thở chậm, hít vào và thở ra. Từ từ hít, nâng vươn hai tay, đẩy căng lồng ngực lên, rồi vặn mình qua bên trái, úp bàn tay xuống, nhấn trán xuống. Chúng ta có thể chạm sàn hoặc không chạm sàn thì trán của mình nhé, dựa theo khả năng. Rồi hít vào, vươn hai tay, thở ra, gập cơ thể xuống, hạ được tay, mắt hướng về phía trước, hít thở đều, hít sâu, thở chậm, hít vào và thở ra. Từ từ hít, nâng cơ thể, thu hai chân lại, chụm hai bàn chân bằng vai thôi, gót chân cách mông 40 cm và chống bàn tay phía sau. Từ từ hít sâu, đẩy căng hông lên, thả lỏng đầu cổ, thở ra. Chúng ta tập 5 lần. 2, hít vào, thở, 3, hít, thở, 4, hít, thở, và 5, hít vào. Sâu vào bên trái, mắt nhìn lên, hít thở đều.
thật sâu, thở ra. Từ từ hít vào, nâng vươn tay lên, thở ra, hạ tay xuống về vị trí bắt đầu, đồng thời duỗi thẳng chân của bên trái, duỗi thẳng, ôm toàn bộ gân chân xuống, cảm nhận toàn bộ gân chân đang được giãn ra, hít thở đều, hít sâu và thở chậm, đẩy cơ thể về phía trước rồi chống tay. Rút chân ra sau, tư thế chữ V ngược. Hít thở đều ra, hít vào và thở ra, hạ đầu gối xuống. Vặn phải, hít thở đều, vặn trái, vặn phải, vặn trái. Rồi từ từ đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Duỗi mũi chân rồi lùi mông ra sau, cong lưng nhé, cong lưng, đùi mông ra sau, khép chân lại. Bạn ấy hít vào sâu, vươn hai tay lên, rồi thở ra, vòng hai tay ra sau, chắp hai tay lại. Và bạn hãy đưa cái tay của bạn lên cao nhất có thể, giữ ở đây 30 giây. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở ra. Hít bụng phình lên và thở ra, xe bụng xuống, dán lên nào. Từng cái khớp của bạn đang được dán mở ra đấy. Rồi từ từ thoát tay. Hít vào, vươn tay lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay trên đùi của bạn và xoay. 1, 2, 3. Sau đó xoay ngược lại. 3, 2 và 1. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Chống hai tay về phía trước. Mở đầu gối dẫn bằng vai. Duỗi thẳng chân lên vai. Hạ gót chân xuống. Từ từ hít vào. Vươn tay phải. Thở ra. Luồn qua bên trái. Vặn sâu vào bên trái. Hai, hít lên. Từ từ hít vào. Thở ra. Chúng ta hạ đầu gối xuống này. Đó, chống mũi chân. Sau đó duỗi chân của bên phải. Đẩy cao vai của bạn lên. Hạ gót chân bên phải xuống. Từ từ hít, nâng cánh tay phải lên. Nhớ là phải đẩy hông về phía trước nhé. Vươn tay phải. Thở luôn tay phải qua bên trái. Một sâu vào. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít. Thở. Bốn, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối năm, hít sâu và thở. Ngồi hít vào, đưa tay về vị trí ban đầu, duỗi chân phải, chuyển sang đổi bên. Bạn hãy duỗi chân trái lên, đó, hạ gót chân xuống, nhớ không lõm cái vai xuống mà mình đẩy cao vai, luôn đẩy cao vai, hạ gót chân trái. Từ từ hít vào, đẩy hông lên, vươn cánh tay trái. Thở ra, luồn qua bên phải, sâu vào. Hai, hít, vươn lên. Thở, luồn qua bên phải. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít. Nhịp cuối năm, hít vào, thở ra và từ từ hít, đưa tay trở về vị trí ban đầu, rút chân, tư thế chuẩn bị như một con mèo, hãy hít vào thật sâu, bạn vươn hai.
lần bạn nhé. Ba hít lên, thở, hạ ngực, hạ cằm, hạ cổ tay. Bốn hít lên và thở ra. Bạn giữ ở đây 30 giây. Hít thở đều nha. Từ từ hít, nâng cơ thể lên, chống tay, lùi ra sau, cong lưng, cúi đầu xuống, khép chân lại, thả lỏng cho tay thoải mái, xoay, 1, 2, 3, xoay ngược lại, 3, 2, và 1, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, chúng ta điều hòa hơi thở. Hãy hít vào, bụng phồng căng lên, thở ra, xẹp bụng ra. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Rồi nhẹ nhàng mở mắt. Bài tập của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi đấy. Và Nguyễn Hiếu mong rằng là bạn sẽ luyện tập chăm chỉ đều đặn để cảm nhận sự thay đổi và sự phục hồi sức khỏe được tốt hơn bạn nhé. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành những bài tập phục hồi, trị liệu phục hồi cho vai cổ gáy và tình trạng sức khỏe của chúng ta ổn rồi, thì bạn sẽ có thể tiếp tục đăng ký những chương trình luyện tập theo lộ trình để chúng ta có được cái thân hình khỏe và sức khỏe tốt hơn nữa bạn nhé. Nguyễn Hiếu xin chào và hẹn gặp lại bạn. Bài tập tiếp theo. Om Namaste.